quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Thưa quý vị, cũng đã một tuần trôi qua rồi và Ngọc Lan gặp lại quý vị và các bạn cũng ở đất Hà Nội, đất thủ đô, và cũng lại là người bạn đồng hành với Ngọc Lan ở đây, đó là anh Đức Khuê. Và anh ơi, em đang đứng ở một cái nơi mà em rất là thích, rất là đặc trưng Hà Nội, đó là bờ hồ. Đấy là trung tâm của thủ đô Hà Nội. Dạ. Hôm nay em lại rất là muốn đi thăm nhà của một danh thủ. À, dạ. Danh thủ ở gần phố cổ. Đúng rồi, người ở Hà Nội cổ. Gốc. À, thế thì biết rồi. Đó là anh Ngọc Sơn. Hồng Sơn. Đó là anh Hồng Sơn. Dạ đúng rồi. Mọi người còn gọi anh một cái biệt danh rất là dễ thương, đó là công chúa, đúng không anh? Đúng rồi. Công gọi chúa là Hồng... Sơn công chúa. Sơn công chúa. Và em với lại quý vị khán giả đang rất là háo hức để được tới nhà của anh Hồng Sơn. Không biết là anh có sẵn lòng dắt em đi hay không? Rất sẵn sàng, bởi vì nhà Hồng Sơn rất gần ở đây, đó là cửa Nam. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà hãy cùng theo chân Ngọc Lan cũng như là anh Đức Khuê để chúng ta đến phố cổ và thăm nhà của danh thủ Hồng Sơn đi thế nào? Hồng Sơn công chúa, xin mời. Vậy thì đâu mới là nhà của anh Hồng Sơn chứ, em đi nãy giờ em mệt rồi. Rất gần đây thôi. Trời ơi. Cũng ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Anh ơi, em không có nhu cầu thuê nhà mà em cũng không có nhu cầu đi mướn áo cưới. Thế nhưng mà giới thiệu với em, đây là nhà của anh công chúa Hồng Sơn. Ủa vậy hả? Nhưng mà mặt tiền ấy thì phải là cho thuê. Còn anh ấy ở trong nhà cơ. Đây, bây giờ lại đây mới là cái cửa này. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Đây. Chủ nhà. Xin chào. Xin chào Ngọc Lan. Xin chào anh. Rất là bất ngờ có hai người mà Hồng Sơn rất cũng rất ngưỡng mộ chỉ xem trên TV thôi. Nhưng mà cũng có một cái điều đặc biệt là ngõ rất là nhỏ. Đúng rồi. Vâng. Và nếu như không chê thì xin mời anh Đức Khuê và Ngọc Lan lên tham quan nhà Hồng Sơn. Trời, anh ơi sao em chê được, anh ơi em muốn đi liền. Xin mời. Đấy. Dạ. Trong cái ngõ nho nhỏ có một ngôi nhà to to. Mới nhìn qua ấy, những người mà không phải sống ở Hà Nội thì khi đến đây thăm thì nó gần giống như là cái địa đạo Củ Chi. Đúng rồi. Tức là nó cứ lên xuống cùng lầu là rất là nhỏ nhỏ nhắn nhắn, xong là lại gác cái nọ chui chỗ kia. Xin mời. Xin giới thiệu với anh Đức Khuê với Ngọc Lan. À, đây vừa là buồng khách để tiếp khách cũng như là một cái phòng để trưng bày một số các cái thành tích của Hồng Sơn trong những thời kỳ mà vẫn còn đang thi đấu. Anh ơi, một số đó hả? Số em thấy rất là nhiều luôn đó. Mẹ ơi, con đã được ở trong nhà của anh Hồng Sơn, được đứng kế anh Hồng Sơn và em đang chiêm ngưỡng những cái thành tích của anh Hồng Sơn nè mẹ ơi. Mẹ em rất là thích anh, em cũng rất là yêu anh. Từ hồi em bé xíu vậy nè, rất là thích luôn. Anh được bao nhiêu cái quả bóng vàng ta? Mình được hai quả. Một quả bóng vàng năm 1998 và một quả bóng vàng năm 2000. Quả bóng đồng thì cũng được hai quả, một quả năm 96 và một quả năm 99. Bên cạnh đó thì được một quả bóng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 năm 98 của châu Á và cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup năm 1998 và một số các cái huân huy chương lao động ba bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài cái thành tích cá nhân thì đội thể công thì có hai lần chức vô địch. Đúng rồi. Là vô địch năm 1990 và vô địch năm 1998. Thì bên cạnh đó, cái cúp ở trên kia, cúp bằng platin năm 2001 khi Hồng Sơn đi tham dự cái cuộc thi kỹ thuật của Pepsi và đã được gặp Beckham, Rivaldo, Rui Costa, Juan Verón, Roberto Carlos và những cái danh thủ của thế giới đấy, và đã được giải nhì. Mắt Ngọc Lan cũng sáng lên. Sáng rực luôn anh. Em không biết là cảm giác của anh với là cảm giác của quý vị khán giả đang xem chương trình như thế nào, nhưng mà riêng cảm giác của em bây giờ nó rất là bồi hồi, xúc động và cảm giác rất mình rất là mình chảnh lắm anh. Mình chảnh là vì mình đã được ở đây nè. Thôi bây giờ mình mời anh Sơn qua để mà mình trò chuyện với anh ha. Dạ. Xin mời. Nhà của ảnh mà em mời quá à.
Trước tiên thì xin giới thiệu với Đức Khuê, với Ngọc Lan. Đây là ông bà thân sinh ra Hồng Sơn. Bố là Hồng Sĩ Dậu, mẹ là Hồng Sinh. Mẹ Sơn thì là cũng chính là một cái, ngày xưa thì các cụ vẫn nói là gái Hà Thành. Và là cũng là một cái bà chủ tiệm áo cưới nức tiếng của Hà Nội những thập niên 70-80. Và ở đây thì Hồng Sơn cũng rất may mắn là nhà thì có 6 anh em, 5 trai và 1 gái. Hồng Sơn là thứ tư. Từ khi lập gia đình cũng như là trước đó thì Hồng Sơn đã ở cùng với ông bà, bên cạnh là người vợ của Hồng Sơn. Và ông thì năm nay là 87 tuổi. Trước đây thì ông cũng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh phương Đông. Và cửa hàng nhà Hồng Sơn là trước đây cũng là một cái cửa hàng chuyên về làm ảnh. Và sau đó thì mẹ Hồng Sơn là có cái cửa hàng cho thuê quần áo cưới và trang điểm cô dâu. Tức là cái thế hệ mà có thể lớn tuổi hơn một chút nữa thì là những cái thời kỳ mà bắt đầu là tổ chức đám cưới thì là mẹ Hồng Sơn cũng dậy sớm nhà từ 4-5 giờ sáng để đi hóa trang ngày xưa. Tại thời đông lắm, Bích Sinh hồi thì nói thật là gọi là thời kỳ đấy, thời tiếng đấy. Ông bà ơi, cho con hỏi là có bao giờ ông bà nghĩ là mình sanh ra một đứa con rồi bây giờ trở thành một cái danh thủ bóng đá như vậy không ông bà? Nghĩ thì đúng là không bao giờ nghĩ lại là giỏi mà lại là trở thành danh thủ như thế được. Thì coi như là cái sự cố gắng ham mê của Sơn. Thế ngày xưa bác có hay cấm anh Sơn đá bóng không? Có. Tại sao cấm như vậy? Cấm là vì để cho Sơn đi học, để học chữ. Thế nhưng mà vì Sơn mới hồi là anh Sĩ Long. Mới Sơn là ôi dồi ôi, mê đến mức độ là phải nói là tôi phải xích hai cậu. Thế ạ? Xích bằng gì ạ? Tôi lấy cái xích ấy. Xích chó ạ? Không, đúng. Đúng đấy ạ. Lấy cái xích thì xong rồi xích hai cậu lại. Xích thì xong rồi mình mải là xuống mình, ở gác xếp mà. Lấy cái gác xếp dưới này này. Thế thì mình mải là đang lại làm việc cô dâu cô giếc, thế là nhìn lên là lại nó lại trốn rồi, tự mở khóa cho nhau lại đi. Mà có khi nào mà lôi đầu về rồi đánh cũng quật chứ? Có mà cũng quật chứ, còn lấy cái coi về thì cũng lấy cái chổi phất, ngày xưa gọi là chổi phát trần, chổi lông gà đấy. Thế cũng bảo là ta bảo ở nhà cơ mà học hành đi cơ mà. Thế nhưng mà được cái hai cậu này thì rất hay ở cái chỗ là các cậu chịu khó nấu cơm, một cậu nấu buổi sáng, một cậu nấu buổi chiều. Năm cậu như mấy cậu kia thì không nấu, nhưng mà cậu này mấy cậu Long là toàn nấu cơm. Tức là cũng biết điều đấy. Vâng. Cũng biết là đam mê bóng đá thì phải cố gắng mà nấu cơm đúng giờ để còn bố mẹ còn cho đi đá bóng. Cho đi đá bóng. Có năm anh em trai thì có anh em nào là cầu thủ hay là chỉ mỗi anh? Coi như là anh lớn, anh cả. Dạ. Thì anh làm với đoàn nghệ thuật công an nhân dân. Thế còn anh thứ hai là anh Sĩ Long số 9, cũng ở thể công. À, cũng đội thể công. Thế xong rồi đến anh thứ ba thì làm áo cưới. Nối nghiệp. Anh thứ tư là anh Hồng Sơn, số 8. Và anh Sĩ Tuấn là cũng ở thể công. Coi như ba anh đá bóng thể công. Còn có một cô Cẩm Tú thì gọi là cũng đấy lấy nghệ sĩ Kim Tử Long xong rồi là chia tay. Đấy. Thế thì sau này khi mà anh Sơn nổi tiếng rồi và đã có rất là nhiều công sức đóng góp cho đội tuyển Việt Nam thì lúc đó bà có cảm thấy an tâm về đứa con trai của mình hay không? Lúc đó thì nổi tiếng rồi thì an tâm nhưng vẫn cứ lo. Mỗi một lần ra xung trận mà đấu đá đấy thì lo lắm. Đá thì hay, nhưng mà bên đối phương người ta cứ ta đá vào cái chân. Cho nên là cái năm 96 là cái năm mà đá với Indo đấy, là bị anh số 5, tôi cũng không biết tên, nhưng mà anh số 5 anh đá Tequari. Đấy, Tequari. Anh đá xong là bị coi như là hậu vệ lực lưỡng của Indonesia. To cao. Thực ra khi mà cũng có một chút cái chỗ đứng trong nghề nghiệp bóng đá thì bà cũng lo ngoài cái việc chấn thương thì bên cạnh đó là lo làm sao là rất nhiều các cái người hâm mộ fan và đặc biệt fan hâm mộ của gái ấy, thì họ để ý con mình thế nào đấy. Cái quan trọng là bà chưa nói đâu. Cái đấy là cái vấn đề đáng lo. Cái này có thể phải Ngọc Lan phải khai thác sâu. Bà ơi, hình như là đã đến giờ đón bé ở trường thì khi ông bà lại với Ngọc Lan lại thì anh ơi, chương trình này là chương trình MC là phải đi xin ăn trực nhà của khách mời. Dạ thôi thì sẵn tới giờ đón em bé thì hai người đàn ông đi chợ luôn đi nhỉ. Sở trường quá vậy hả chị? Thử tay nghề luôn. Dạ, chuyện nhỏ như con thỏ đúng không? Okay, không những đá bóng giỏi còn nấu cơm còn tuyệt hay. Tuyệt ngon luôn. Sơn còn dạy chị nấu ăn đấy. Rồi ở nhà em sẽ nói xấu anh. Ai
Xin chào. Xin chào kìa. Con chào bác đi. Bác Khuê chào con. Bây giờ ra chợ nhá. Hôm nay cái đấy anh Khuê là món nào? Món gì nhỉ? Chắc là vừa có rau xanh này. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn phải có tí thịt. Có tí thịt. Phải có tí thịt. Đủ dinh dưỡng. Đủ dinh dưỡng. Thì sẽ làm món bít tết và salad. Ôi, món này chắc chắn Ngọc Lan ở nhà sẽ bất ngờ. Món bít tết, bít tết. Người Hà Nội làm. Bít tết Hà Nội làm. Đấy, bên cạnh đó là các cái món rau sống này, rồi làm các cái salad. Đúng rồi, con để. Đấy, về ít nhất phải 4 quả mới đủ. Cô tính tiền. Bà ơi, bây giờ không có anh Sơn ở nhà, cái mình thi nhau mình nói xấu anh Sơn hả bà? Hai bà ha. Con không biết là với một cái người mà làm cái công việc là vận động viên như vậy á, thì hồi nhỏ anh Sơn anh có năng động không bà? Hồi nhỏ năng động lắm. Nghịch lắm không bà? Nghịch ngợm, trèo lên gác xếp ngã mà bị vẹo mũi đấy. Trèo nghịch lắm. Có cái là cậu dần giỏi về nấu ăn. Thế thì ở nhà ai là người gần anh Sơn nhiều nhất? Nếu nói gần thì mẹ gần hơn, thì phải bố thì phải ra làm ở nhiếp ảnh Phương Đông mà. Thì bố là phải làm đông con như thế, thời bao cấp mà. Yeah. Thời bao cấp mà để 6 đứa con thì cũng vất vả. Thì bà cứ gần lớn lên một tí nữa thì là các cậu mà lúc mà cậu Sơn với cậu Long là 12 tuổi là bắt đầu là bên thể công người ta lấy vào rồi đấy. Dạ. Yeah. Lấy vào thì là nghịch lắm. Nghịch đến mức độ mà ngủ này mới thấy chú huấn luyện viên về, chú Vương Tiến Dũng ấy. Chú nói rằng là ôi dồi ôi bác ơi bác, coi anh Việt Anh à, tên là anh Việt Anh, Tuấn Anh nên là lấy báng súng mới lại đánh vào đầu Sĩ Long còn phải khâu mấy mũi cơ mà. Nghịch lắm, nói chung là các cậu này, các cậu ấy có một thời gian đấy thì chú gì nhỉ, ông nhỉ, chú gì mà ở huấn luyện viên Năng Khiếu mà. Mới đặt chơi vào, tôi mới đến chơi, ông ấy nói chuyện, ông hỏi chơi một con người bất kham, nếu mà trị được nó thì sau này nó có tài. Tôi cứ nhớ mãi cái câu đầu tiên đấy. Ông huấn luyện đầu tiên đấy, ông nói phát biểu đó. Vậy thì bà có nhận ra được ai là người trị được con ngựa này không ạ? Chỉ có đội tuyển với thầy các thầy chứ còn làm sao mà trị được. Dạ. Có nghĩa là quân đội lên trên ấy, tập huấn ở trên ấy thì coi như là cứ hàng tháng. Một tháng mới được một tháng mới về một lần. Dạ, nhưng mà rõ ràng là sau mỗi một lần mà anh Sơn được về thăm nhà như vậy á, bác có nhìn thấy cái sự thay đổi của anh Sơn nhiều hay không? Có tích cực hơn không? Có, về thấy ngoan lắm. Dạ. Chăn chiếu gấp đúng tác phong quân đội. Dạ. Đấy, thế là nhiệm vụ của anh em mình là sẽ là phụ bếp, đúng không? Phụ bếp, anh ạ, chế biến luôn, không phải phụ đâu. Phụ bếp. Con nhận nhiệm vụ gọt dưa chuột. Con có thấy bố Sơn thường xuyên vào bếp không? Bố Sơn nấu ăn ngon lắm. Ngon lắm à? Đúng rồi. Cái món gì là mà con thích nhất? Bố Sơn nấu món gì mà con thích nhất? Là mì xào này. À. Thế là Sơn giờ bây giờ là huấn luyện các cái đội trẻ đúng không? Em giờ chuyên làm các cầu thủ nhí, 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi. 8 tuổi. Thế còn một thời là anh thấy là Sơn huấn luyện đội tuyển Busan. Bóng đá Busan. Vâng, thì cũng đã lâu rồi. Thời kỳ năm 2007. 2005, 2007, 2009 là cũng tham gia cái huấn luyện Busan đội tuyển Việt Nam. Việt Nam. Vâng. Đúng rồi. Đi tham dự SEA Games. Đúng rồi. Nhưng thành tích cũng không được tốt lắm. Cái đội mà Sơn huấn luyện bây giờ gọi là gì? Trung tâm HS8, viết tắt của chữ Hồng Sơn số 8. Trung tâm đấy thì huấn luyện thì khoảng độ bao nhiêu học viên? Thường thì nó chia ra làm các lứa tuổi, lứa tuổi 6 tuổi, 7 tuổi một lớp, 8 tuổi một lớp. Ví dụ thế thì các cái lứa tuổi nó sàn sàn nhau. Và một cái lớp nữa là từ 9 tuổi đến 12 tuổi. Và lớp 12 tuổi đến 15 tuổi. Thì 3 lớp. Và mỗi một lớp thì thường thường là khoảng 4-50 bạn. Thực ra thì cái trung tâm như của bọn em tức là gần như gọi trung tâm bóng đá cộng đồng. Tức là dành cho những cái bạn mà không có cái thời gian được vào chuyên nghiệp. Các bạn có thể chỉ chơi gọi phong trào thôi. Chơi khỏe, biết đá bóng, gọi là biết sơ bộ, sơ đẳng và về các cái kỹ năng gọi chơi bóng một chút. Đấy, thì còn đâu còn những cái bạn mà đã được vào đội tuyển U15, U17 hoặc là U12 thì những cái bạn đấy phải là lò chuyên nghiệp. Chẳng hạn như là lò BVF, chẳng hạn như lò Hà Nội FC hay là Viettel hay là Hoàng Anh Gia Lai. Đấy thì những cái lò đấy thì là các bạn đi được ăn ở, ngủ nghỉ thường xuyên trong đấy. Học văn hóa của trong đấy. Rồi bây giờ con đi con rửa đi. Con rửa mang ra xong con mang ra đây con cắt nhá. Vợ tên là gì? Quế Ngọc Hải. Vợ. Không ngại nhưng gọi là Quế, chung về Quế.
kiểu thủ môn gác đền cho ông chứ không. Trung vệ Quế Hòa kèm kinh lắm đấy, kèm kinh lắm đúng rồi, gác lắm đấy. Trung vệ Thông, Trung vệ Thông đấy, Trung vệ Thông Quế Ngọc Hoài. Con nói chuyện mà nãy giờ con để ý con thấy chị hay cười mỉm 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 vậy đó, chắc là chị rất là tự hào về chồng của mình luôn. Đúng không chị? Thì mọi người vẫn đùa, từ trong họ hàng đến bạn bè anh em đều bảo là ngày xưa là phụ nữ là được 8 chữ vàng, nhưng bây giờ là riêng anh Sơn được phong 8 chữ vàng. Người cha gương mẫu, người chồng đảm đang. Chị ơi, thế thì anh Sơn là một người rất là nổi tiếng ha, rất là nhiều fan hâm mộ, mà đặc biệt là các bạn fan nữ rất là luôn muốn cái sự gần gũi anh Sơn, dĩ nhiên là luôn muốn một cái người thần tượng như vậy để ý tới mình chút xíu. Vậy thì chị làm cách nào mà chị có thể tiêu diệt được hàng ngàn fan nữ như vậy để mà chị có thể chiếm trọn được trái tim của người đàn ông đó? Mình cũng chả biết làm gì luôn. Nói chung là nó đến một câu là cái duyên, cái nợ. Yeah. Thời điểm mà chị và anh Sơn yêu nhau rồi đám cưới với nhau, chắc là chị cũng chịu nhiều áp lực dữ lắm. Thì cũng có đôi chút thôi, tại vì như các cặp đôi khác quen và tìm hiểu nhau là được đi chơi, đi xem phim hoặc đi chơi, đi ra những cái lễ hội gì đó. Nhưng mà riêng từ khi yêu anh Sơn là không biết đi ra nơi công cộng là như thế nào. Tại sao vậy chị? Thực ra thì chắc là cũng ngại á. Ngại mọi người để ý, rồi là để ý đến cái đời tư riêng á. Nhưng mà chị có buồn không khi mà dĩ nhiên là mình là phụ nữ, mình yêu một người đàn ông nào đó, mình cũng muốn được công khai, muốn được cả thế giới biết là mình đang yêu, nhưng mà bản thân chị thì lại là rất là sợ, rồi rất là ngại cái việc đó. Thì chị có bị chạnh lòng không? Cũng đôi chút thôi, nhưng mà cũng quen rồi. Cứ tại vì là cũng mỗi lần là đi chơi hoặc là đi đâu phải đi ra cái chỗ đông người. Mình lần trước mình nhớ là mình đợt là đi lễ thôi, mà đang đi là coi như hai vợ chồng hồi yêu thôi, đang đi nói chuyện thôi, quay lại mà không thấy anh Sơn đâu luôn. Hóa ra là fan đã kéo ra một góc và chụp hình, đợi lâu một lúc sau mới được thả. Em nghĩ là ít nhiều gì thì chị cũng có những cái lo lắng nhất định của một người con gái khi mà yêu anh Sơn. Anh có những cái động thái nào để làm cho chị an tâm và tin tưởng ảnh không? Anh Sơn nha, anh Sơn thì đã đi công tác thì không một ngày nào là không gọi điện 5-7 cuộc. Cứ giờ cơm hoặc là giờ đón con hay như nào là anh đều gọi. Xong rồi về nhà thì lúc nào cũng chăm chút gia đình, phụ vợ làm việc nhà, chăm con, dạy học cho con. Em thấy rất là ngưỡng mộ chị ở một cái điều là chị hy sinh cả cái sự nghiệp của mình. Cái niềm đam mê của mình là làm báo, nhưng mà chị đã lui về để làm hậu phương vững chắc cho anh Sơn. Vậy thì em nghĩ chắc chắn là bà rất là hãnh diện về cô con dâu này. Dạ. Có bao giờ mà cô con dâu này làm gì cho bà buồn lòng không ạ? Tất nhiên là ở với nhau thì nó chồng bác có kia xô nữa. Dạ. Là thực sự, nhưng mà Hải thì ngoan. Dạ. Dễ thương. Nhưng mà Hải về đây cũng 16, 17 năm rồi còn gì nữa. Dạ. Đấy. Nhưng nói chung cũng mẹ con nói chung cũng chưa có cái gì là va chạm cái gì cả. Yeah. Thật sự mà thời gian mà bà đi lấy chồng thì là gần bố mẹ chồng hơn là gần chồng. Yeah. Anh Sơn đi công tác nhiều lắm. Thật sự là em cũng không có nghĩ là anh Sơn sẽ nhận lời tham gia chương trình đâu. Nhưng mà rất là vui khi mà anh nhận lời, và con còn vui hơn khi mà con được ngồi đây con trò chuyện với bà, với chị một cách rất là thoải mái và cởi mở. Nói chung là nay là anh Khuê chỉ phụ bếp cho Sơn thôi nhá. Anh em mình cũng phối hợp đấy. Phối hợp nhịp nhàng ăn ý nhá. Trong bóng đá nó gọi phối hợp nhịp nhàng đấy. Và món này gọi là món bít tết của người Hà Nội. Bít tết, vâng. Biết đâu khi nó là một sau này lại là mở một quán bít tết Hồng Sơn nổi tiếng. Thế bà xã thỉnh thoảng khen rồi có thưởng. Úi, thưởng thường xuyên đấy. Thường xuyên đấy chứ anh. Nhưng sợ nhất là thưởng thường xuyên đấy. Thực ra thì với anh em cầu thủ cũng như nghệ sĩ chúng tôi thì cái việc khó nhất ấy, đó làm sao là gia đình hạnh phúc, kiếm nhiều tiền. Chứ còn vào bếp thì với chúng tôi là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ như con thỏ. Trời ơi, đồ ăn vừa thơm mà trình bày vừa đẹp mắt như thế này, đồ ăn ngon quá, con mời hai bác.
Con mời ông bà, em mời anh chị, em mời anh chứ em không chịu nổi nữa rồi. Đúng rồi. Hồng Sơn là có ba con đúng không? Ba. Một trai và hai gái. Đấy, đây có mỗi Vân là cô Út. Thế còn hai bạn nữa là bạn trai đầu thì là đang học trường FPT. À, nội trú. Đúng rồi. Bạn trai đầu. Cứ cuối tuần mới về. Bạn gái thứ hai thì cũng chuẩn bị thi, đâm ra là bạn phải đi học thêm. Anh bạn như bạn trai, bạn có thích đá bóng giống như bố không? Bạn trai thì hồi cũng từ năm tuổi, 6 tuổi thì Hồng Sơn cũng cho đi theo với đội bóng, đi các tỉnh đấy, đi thi đấu. Thế nhưng mà bạn như nhìn thấy ánh nắng, bạn ra sân cái thì là ôi con nắng quá, mùa nó không thích được. Thế là lại phải dẫn bạn đi về phòng máy lạnh, bạn này lại ôi mát quá. Thế là nói chung là cũng không rất muốn hướng cho bạn ấy theo cái nghề. Thế nhưng mà nói chung là bạn ấy không mê, bạn không có sở thích. Thế nên là cũng rất nhiều lần, nhiều giải rồi. Cả một quãng thời gian rất dài, một năm đấy đi đội bóng đi nhưng mà bạn ấy không mê. Thì làm bố làm mẹ thì cũng không ép được đâu. À bà ơi, con và Ngọc Lan cứ thắc mắc là tại sao lại Hồng Sơn lại có cái biệt danh là công chúa, mà lại vừa vào đây lúc đi đón thì đón con ấy thì là mặc một cái áo khác, nhưng mà hôm nay đến bữa ăn thì lại mặc một cái áo vàng. Công chúa ở chỗ đó đấy. Thấy hồi xưa bà kể còn may váy váy cưới rồi còn vê bèo, ngồi vê bèo. À thế à, chịu khó nhỉ. Coi như là may váy cưới mà. Vâng. Đấy, may váy cưới là coi như là phải động viên tất cả tổng động viên các cậu đi đâu về nhân lực đấy. Vâng. Thế là lên ngồi, người thì may, người thì vê bèo. Vâng. Thì mới có váy bán. Dạ. À thế là biệt danh của Sơn là từ đó. Cũng có một chút gọi là cái gọi là có nó cái kỷ niệm anh Khuê ạ. Tức là năm đó là năm 1991 thì là đội tuyển Việt Nam là đi Philippines tham dự SEA Games. Thì Hồng Sơn cũng thời điểm đó là đang vừa mới vô địch thể công năm 90, giành cầu thủ xuất sắc, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và vừa phá lưới năm đó. Thì năm 91 cũng hy vọng là được gọi lên đội tuyển. Thế nhưng có thể do hồi đó nó chưa phù hợp với cái cách chơi chẳng hạn, hoặc là hồi đấy mình còn trẻ quá, các huấn luyện viên cũng chưa tạo điều kiện cho mình một cái cơ hội để mình thể hiện. Về lúc đó là vừa cứ về vê bèo, vừa vê và cũng vừa xem TV, nghe thông tin, là vừa vê mà vừa cũng rất là, tức là vừa máu nhưng mà vừa tuổi. Thế là cứ bảo tại sao mình lại như vậy mà mình không được. Thế và cũng đặt cho mình một cái quyết tâm. Điều đấy. Mục tiêu đó là làm sao là khi SEA Games sắp tới là mình phải có mặt trong đội. Xong năm sau đúng không? Năm sau là năm 1993 là Hồng Sơn là có mặt trong đội tuyển và thi đấu tại Singapore. Như vậy là nhờ những cái khoảnh khắc mà ngồi may bèo như thế nó mới tạo nên một cái động lực và tạo lên một Hồng Sơn ngày hôm nay. Anh nhỉ? Bà ơi, bà cho con hỏi là hình trong nhà mình á là không có ai mà có cái tên Lót mà là Hồng hết, mà chỉ có một mình anh Sơn là Lót, là Hồng Sơn thôi đúng không bà? Là lý do là này, ông bố thì là Sĩ Dậu nhá. Dạ. Thế đẻ đứa con trai đầu lòng là Sĩ Cường. Dạ. Thế thì đẻ mắn quá lại đẻ thêm cậu thứ hai lại bảo Sĩ thì lại Sĩ Long. Ừ. Thế xong nghĩ là phải đẻ cái cô con gái đi, xong lại đẻ cậu thứ ba lại tên là Diêu. Thế cuối cùng là quá mãi cái con trai mà. Thế lúc đẻ đến Hồng Sơn thì thôi không có Sĩ nữa, đổi đi. Thì là đổi chính của là Hùng. Dạ. Hùng là anh. Dạ. Thì lấy là Hùng Sơn. Thế nhưng mà đi lên đá bóng như thế này thì coi như là trong đội gọi là Hồng Sơn, biến thành Hồng Sơn. Chứ còn dạ, ủa tự Hùng mà biết mà Hồng luôn. Khi đội thể công vào thi đấu trong miền Nam thì cái giọng trong miền Nam đấy, cái ăn Hồng Sơn, Hồng Sơn đấy. Đấy, ăn Hồng Sơn, cứ Hồng Sơn, Hồng Sơn. Hồng Sơn đấy. Thì cảm nhận thấy nó cũng rất nhiều cái may mắn. Vừa đến với cái nghề của mình, là mọi người truyền thông được cái nghề nghiệp, cứ thế nó may mắn. Thì từ đó là cứ chuyển sang thành Hồng Sơn. À. Thế em là may mắn với anh đúng không? Em là Hồng Hải. Hồng Sơn là Hồng Hải, quá đẹp. Quá đẹp thôi luôn. Quá đẹp thôi. Anh Sơn có phải là người lãng mạn không ta? Theo anh là có hai nửa. Một nửa thì cuộc sống thì hòa đồng, rất cởi mở. Thế và một cái cuộc sống nữa đó là trên sân cỏ. Thì cũng giống như những người nghệ sĩ trên sân khấu ấy, thì là khi anh ở trên sân cỏ thì nó gần như là nó có một cái gì đấy.
nó khác hẳn. Nó khác hẳn, dạ. Nó khác lạ, thế là mình là muốn diễn, mình muốn cống hiến, mình muốn thể hiện rồi. Tất cả những ý tưởng sáng tạo là nhỏ trên sân cỏ. Từ cái cú ngã, từ cú đi bóng, rồi từ những cái hình ảnh mà ghi bàn lên chào thì nó đều từ cảm xúc đấy luôn. Dạ. Ra. Và khi đã vào sân cỏ thì gần như là không còn là mình ở, ở ngoài cái cuộc sống sinh hoạt bình thường. Có thể ở ngoài thì mình có thể mình giữ mình nhịn, hoặc là mình có thể là không phải là cái đúng cái năng lượng của mình như ở trên sân cỏ như vậy. Cái hành động mà gọi là lãng mạn nhất của anh dành cho chị là hành động như thế nào? Chắc là cái hành động đó từ sinh nhật, từ hồi yêu. Ừ, từ hồi yêu lâu rồi. Là hồi tức là lâu rồi ha. Cũng lâu rồi. Mình thấy là cũng làm khoảng bao nhiêu bông em nhỉ? Nhiều lắm, cũng không nhiều đấy. Vài trăm bông hồng gì đó. Bự lắm, bự lớn như này. Phải mấy cái hôm thì cũng đến trường, hồi đấy là Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tức là sân trường và cũng... Có gọi không? Hải á. Từ đợt đấy coi như cả trường em biết em. Tức là anh đứng giữa sân trường và anh tặng hoa cho chị, tỏ tình đó chị. Wow. Thấy lãng mạn chưa? Rất lãng mạn. Cầu thủ người ta lãng mạn hơn cả nghệ sĩ chứ này. Nhưng mà lúc nãy ở trong bếp ấy, có tâm sự với Sơn. Tôn chỉ của Hồng Sơn đó là gia đình. Khi mà ở sân cỏ thì là bạn ấy cống hiến cho bóng đá, nhưng mà khi về nhà thì lại là một người cha, rồi một người đàn ông rất là cần mẫn. Xưa tới giờ trong sự nghiệp của anh á, có cái giai đoạn nào hoặc là có cái trường hợp của một fan girl nào mà làm cho anh khó xử không? Rất nhiều cái câu chuyện cảm động. Họ gửi thư này. Trước thì em không thích xem đá bóng nhiều, nhưng mà lấy chồng và mình cũng biết tình cảm mọi người dành cho. Chưa bao giờ em nhìn thấy nhiều thư hâm mộ gửi đến như vậy. Yeah. Em thì tích ở quê, mang về quê để phải 6-7 cái bao tải to gần bằng cái bàn. Có những thư chưa trả lời hết. Bây giờ mà nó quy đổi ra like liếc thứ chắc không hiểu lắm. Mình có gặp trường hợp fan cuồng nào không chị? Fan cuồng trên thư thì cũng có. Dạ. Có nghĩa là một cái địa chỉ đấy gửi rất nhiều. Nhưng mà có những cái fan nào ví dụ như là họ gửi gắm luôn cả cái tình cảm của họ ở trong đó, tình cảm yêu đương trai gái á. Có, sau này đọc lại những cái thư này cũng có. Có rất nhiều. Có rất nhiều những cái thư mà các cô gái viết này. Nhưng mà anh Sơn là vẫn kiên định. À tại anh Sơn chưa đọc được thư đấy. Anh Sơn là chưa đọc được thư đấy. Lượng đấy. Mọi người bảo chữ này cứ phải bỏ ra bóc ra kiểm tra đi, chữ kia vừa ở trong đấy là cái toàn đô với cái. Cô phải không trả lời được từng bước một. Cô mới viết một bước xong cô photo. Photo ra mấy nghìn như thế xong cứ đi gửi. Thật ra thì anh Sơn ngoài cái thành công của về sự nghiệp của mình á, thì ảnh còn cái thành công nữa, đó là tình cảm của khán giả dành cho anh quá nhiều. Đúng rồi. Đến bây giờ. Dạ. Có những cái giai đoạn cũng như giai thoại hoặc là những cái kỷ niệm. Mọi người bảo, thế Hồng Sơn như là thỉnh thoảng như là cũng đi tỉnh, đi chụp ảnh hay đi đâu mà lại thấy cả chăn trâu. Hơi giật mình. Mà sao lại chăn trâu nhỉ? Đã bây giờ dám ngồi lên trâu đâu. Thế là cứ hỏi đi hỏi lại rồi suy nghĩ. Thế thì bắt đầu về sau mãi, về sau đầu là khi đi các tỉnh ấy, các tỉnh miền núi ấy, đúng thật từ xa xa kia là đúng thật thấy có một cậu bé với 2-3 cậu bé là đang chăn trâu. Cậu bé đấy thì đằng sau là mặc chiếc áo Hồng Sơn. Thế là thì mọi người bảo thế nào sao ông Hồng Sơn đi chăn trâu ở đây cả. Thì mình cũng rất là ngạc nhiên và cũng bảo nhà mình cũng hồi kể cả hồi bé toàn Hà Nội chứ đã bao giờ đi chăn trâu đâu. Thì hóa ra là Huỳnh Đức và Hồng Sơn là có thời kỳ đi chăn trâu. Hôm nay thì em rất là vui khi mà được gia đình đón tiếp một cách nồng hậu như vậy. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình, cảm ơn ông bà nè. Đã cái thứ nhất là nhận lời tham gia chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cái thứ hai là đãi con với lại anh Khuê một cái bữa ăn rất là ngon. Và con cũng xin thay mặt cho chương trình xin kính chúc cho gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Cũng thay mặt cho gia đình, Hồng Sơn gửi lời cảm ơn đến chương trình, cũng như là chúc cho anh Đức Khuê và Ngọc Lan thành công trong cuộc sống. Em cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 22:45 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Và bây giờ thì anh Đức Khuê, Ngọc Lan cũng như là gia đình của anh Hồng Sơn xin được chào tạm biệt.